mã thông báo bảo mật thế giới thông minh là mã thông báo bảo mật đầu tiên. Dựa trên các công nghệ mới, nó giải quyết vấn đề thách thức nhất của thế giới là cung cấp cho dân số đô thị ngày càng tăng với cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng trong nhiều thập kỷ tới. Mã thông báo SVKS được tạo ra dựa trên Ethereum và cho chủ sở hữu của nó có quyền trở thành đối tác của chúng tôi và tham gia vào việc thực hiện các chương trình thế giới thông minh này, bao gồm nghiên cứu và phát triển vận tải chuỗi Uniski và sản xuất các cơ sở hạ tầng giao thông không người lái, các công ty trí tuệ nhân tạo và các trung tâm xử lý dữ liệu, đỗ phi đất và các thành phần nhà ở Eco House của dung dịch kiềm thành phố, các hoạt động khác cùng nhau, chúng ta có thể biến tương lai xanh thành hiện thực. Đầu tư vào mã thông báo SVKS ngay hôm nay để đóng góp vào sự phát triển hài hòa của thế giới. Chúng ta đồng thời khai thác lợi ích của công cụ đầu tư kỹ thuật số. Hãy like và share nếu bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.